thu hơn 200 tỷ đồng mỗi đêm biểu diễn, Blackpink giàu cỡ nào? Thông tin Blackpink biểu diễn tại Mỹ Đình, Hà Nội gây xôn xao những người hâm mộ. Thu nhập của Blackpink luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Theo thông báo từ IG Entertainment, vé concert Blackpink tại Hà Nội sẽ được chính thức mở bán vào lúc 12 giờ trưa ngày 7 tháng 7 trên hệ thống Ticketbox. Giá vé buổi biểu diễn này chưa được phía IG công bố. Tại khu vực Đông Nam Á, giá vé thấp nhất khoảng 800.000 đồng mỗi vé, còn vé VIP khoảng hơn 6,4 triệu đồng mỗi vé. Với lượng fan hâm mộ trên toàn thế giới, không chỉ giới trẻ mà ngay cả người già và trẻ em cũng quan tâm, Blackpink thu hút lượng lớn khán giả. Vừa qua, Blackpink phá kỷ lục với doanh thu biểu diễn cao nhất trong lịch sử các nhóm nhạc trên toàn cầu. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Blackpink của Blackpink bắt đầu tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2022. Các buổi biểu diễn tiếp theo đều cháy vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Tại Mexico, Blackpink biểu diễn hai đêm nhạc tại sân vận động Foro Sol, nơi có sức chứa đến 65.000 người. Tổng doanh thu của nhóm từ hai buổi biểu diễn là khoảng 19,9 triệu USD, tương đương 9,989 triệu USD mỗi đêm. Đây là con số chưa từng có đối với các nhóm nhạc trong lịch sử. Blackpink giàu cỡ nào? Blackpink ra mắt vào năm 2016. Từ đó, nhóm nhạc 4 thành viên của IG Entertainment đã trở nên nổi tiếng nhất K-pop. Năm 2019, họ trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Họ cũng đã phát hành nhạc với Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez và Cardi B, là nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Truyền thông cho rằng, các thành viên trong nhóm Jennie, Lisa, Joe và Jisoo có rất nhiều tiền. Theo WEALTHIPERSONS.com, giá trị tài sản ròng của Blackpink khoảng 24 triệu USD mỗi năm. Điều đó có nghĩa là mỗi thành viên sẽ mang về nhà 6 triệu USD mỗi năm. Theo ước tính của Celebrity Network, các thành viên Blackpink có tổng tài sản khoảng 62 triệu USD. Một số nguồn tin nói rằng, các thành viên của Blackpink được trả lương như nhau. Tuy nhiên, giá trị ròng của các thành viên lại khác nhau, dựa trên thương hiệu cá nhân. Nguồn tiền thực nhận của mỗi thành viên có thể giảm bởi thông qua công ty quản lý IG Entertainment. Ngoài ra, Blackpink còn có khoản tiền từ mạng xã hội. Theo tiết lộ của một phóng viên, nhóm nhạc này kiếm được khoảng 604.000 đô mỗi tháng từ YouTube. Mới đây, Kiss Love, một trong những bản hit của Blackpink, đã vượt ngưỡng 1,8 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành MV thứ hai của nhóm đạt được thành tích này. Sau ca khúc Do You Do You, Jisoo là thành viên giàu nhất nhóm với tài sản khoảng 20 triệu USD. Ngoài ca hát, Jisoo còn đóng phim. Trước đó, Jisoo đã xuất hiện trong các quảng cáo của LG, Nikon và Samsonite. Jisoo là thành đại sứ của Dior Beauty vào năm 2019. Cartier hay Kirchner, Jennie cũng kiếm tiền không kém. Một nhãn hàng đã tiết lộ mức giá của Jennie là gương mặt đại diện cho hãng ít nhất 700 triệu won tương đương 13 tỷ đồng và cao nhất có thể đạt đến 1 tỷ won, khoảng 18,5 tỷ đồng cho một hợp đồng quảng cáo.